Chiến thần Thánh Y Đường Tuấn. Chương 2631 thật là thất vọng. Thật là thất vọng. Anh hai, anh. Sắc mặt Hàn Hạo tái nhợt, anh ta không ngờ Hàn Võ lại nói ra lời này. Đủ rồi. Hàn Dịch khịt mũi, nhìn Hàn Hạo nói, Hàn Hạo, con muốn làm mất hết thể diện của nhà họ Hàn sao? Hàn Hạo vội vàng nói, ba, những gì con nói đều là sự thật. Con cũng đã ước định với bác sĩ Đường ngày ba xuất quan, anh ấy sẽ đến xem bệnh cho ba. Hàn Dịch lắc đầu, lạnh lùng nói, con không cần phải nói nữa. Ôn Chính Sơ cũng cười nói, cậu hai nói chuyện cũng rất thú vị, nếu thật sự có một bác sĩ Đường như vậy, tôi cũng rất muốn gặp. Các bác sĩ cùng nhau học, vốn là lấy thừa bù thiếu, học tập người ưu tú ở địa phương khác mới có thể cải thiện. Hàn Võ nói, phẩm đức của bác sĩ Ôn thực sự đáng để các bác sĩ khác học hỏi. Anh ta nhìn Hàn Hạo nói, em trai, em nói phải không? Thấy bầu không khí càng ngày càng trầm trọng, Hàn Thiên Dương vội vàng nói, gia chủ, những gì Hàn Hạo nói đều là sự thật. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hàn Dịch nói, Thiên Dương, cậu đừng nói chuyện thay nó nữa. Nếu cậu cứ bảo vệ nó như thế này, tương lai nó sẽ không biết sợ hãi. Ông ta gõ ngón tay lên bàn, liếc nhìn giữa Hàn Hạo và Hàn Võ, nói, xem ra chuyện của người thừa kế cần phải nhanh chóng quyết định. Hàn Võ nghe xong trên mặt chợt lộ ra vẻ vui mừng. Hàn Hạo vẻ mặt không cam lòng nói, ba, bác sĩ Đường thật sự sẽ tới. Ba một tiếng, lòng bàn tay của Hàn Dịch đập mạnh xuống bàn, một giọng nói như sấm bị bóp nghẹt đột nhiên vang tung. Tiếp theo là giọng nói nghiêm túc của Hàn Dịch, đủ rồi, Hàn Hạo. Con thật khiến ba thất vọng. Mặt Hàn Hạo xám như cho. Những lời của Hàn Dịch tương đương với việc quyết định tương lai của anh ta. Đúng lúc này, có tiếng thét chói tai trong hoa viên. Hàn Dịch không khỏi cau mày nhìn người đàn ông. Đó là tiếng hét của một nữ hầu, nhưng lúc này người nữ hầu nhìn lên trời, miệng há to, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt chăm chú đế cô ta. Hàn Dịch bất giác ngẩng đầu lên. Những người khác cũng vậy, tất cả đều nhìn lên bầu trời. Đó là... Chương 2632, có thể nói như vậy. Mọi người chăm chú nhìn, đồng tử đột nhiên co rút lại. Thực sự có một người đang đứng trên lưng cự hạc, đứng như cây thương, dù gió có mạnh đến đâu cũng không thể lay chuyển được bóng dáng của anh. Đó là... Bác sĩ Đường. Hàn Hạo đột nhiên kêu lên. Người trên lưng con hạc khổng mồ là bác sĩ Đường mà anh ta đã gặp ở Hỏa Hạc Cốc. Bác sĩ Đường. Hàn Hạo đứng ở dưới đất vẫy tay với Đường Tuấn. Nghe thấy tiếng hét của Hàn Hạo, Đường Tuấn đứng ở trên lưng cự hạc gật đầu với anh ta, sau đó nhảy khỏi lưng của cự hạc. Tên này điên à. Nếu rơi từ một nơi cao như vậy, anh sẽ bị thương ngay cả khi bạn đang ở hóa thần cảnh. Nhìn thấy Đường Tuấn nhảy khỏi hạc hỏa. Hàn Võ và những người khác hoảng sợ nói. Trong lòng Hàn Hạo cũng căng thẳng. Thật vất vả chờ Đường Tuấn tới, nếu Đường Tuấn ngã xuống bị thương nặng, chỉ sợ về sau Hàn Dịch cũng không tin hắn. Ngay lúc mọi người đang căng thẳng và ánh mắt nghi ngờ chăm chú nhìn, khi còn cách hoa viên 10 mét, Đường Tuấn nặng nề dậm chân trên không trung, tiếp theo là một âm thanh trầm thấp, thân thể rơi xuống nhanh chóng đông dừng lại, sau đó giống như lông vũ từ từ rơi xuống đất. Ở Hỏa Hạc Cốc, Thác Bạt Hồng cũng sử dụng phương pháp tương tự. Vào thời điểm đó, để nâng cao tầm thân hình của mình, Thác Bạt Hồng liên tục đạp vào khoảng trống. Nhưng lúc này Đường Tuấn từ trên cao 100 mét rơi xuống, anh chỉ cần đạp lên một cái, chênh lệch giữa hai người lập tức bị phản chiếu. Khi Đường Tuấn rơi xuống mặt đất, trên mặt Hàn Hạo rốt cục lộ ra vẻ vui mừng. Mặt khác sắc mặt Hàn Võ ảm đạm xuống rất nhiều. Hàn Hạo dẫn Đường Tuấn vào trong gian phòng. Giới thiệu với Hàn Dịch, ba, đây là bác sĩ Đường mà con đã nói. Hàn Dịch cũng đang nhìn Đường Tuấn, lông mày rõ ràng nhăn lại, hỏi anh đến từ thôn Thạch. Đường Tuấn gật đầu nói, có thể nói như vậy. Hàn Dịch nghiêm nghị nói, tôi đã quản lý huyện Thiên Ba hơn 50 năm, nhưng tôi chưa bao giờ nghe người của thôn Thạch nói về anh. Rốt cuộc anh là ai? Đường Tuấn nói, tôi chỉ mới gia nhập thôn Thạch gần đây. Hàn Dịch nghe xong lời này. Nghi ngờ trong lòng càng thêm nặng nề. Chương 2633, y thuật như vậy quả thực xứng làm bác sĩ Ôn. Ông ta muốn hỏi thêm vài câu, nhưng lúc này Ôn Chính Sơ đã nói, anh hùng không hỏi lai lịch,
chỉ cần anh ta là bác sĩ và có thể chữa lành vết thương cho gia chủ là đủ rồi. Về việc anh ta đến từ đâu, cũng không có quan trọng. Thấy vậy, Hàn Dịch chỉ có thể bó tay. Ôn Chính Sơ nhìn Đường Tuấn nói, tôi là Ôn Chính Sơ ở trung tâm y tế quận Đan Dương, anh chính là bác sĩ Đường Tuấn. Sau khi nghe Hàn Hạo nói y thuật của bác sĩ Đường rất tốt, tôi cũng muốn mở mang kiến thức một chút. Hàn Võ nói, bác sĩ Ôn, anh ta chỉ là một bác sĩ thôn trên núi, thân phận rất đáng ngờ, làm sao có thể so tài y thuật với anh. Chớ nói đến việc khám bệnh cho ba, nếu xảy ra sự cố thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm? Ôn Chính Sơ nhìn Hàn Dịch hỏi, ý của ông Hàn là gì? Hàn Hạo nói, ba. Nhìn ánh mắt của Hàn Hạo, trong lòng Hàn Dịch không đành lòng, nói, bác sĩ Ôn đến trước, vậy chúng ta cùng bác sĩ Ôn bắt đầu đi. Sau khi bác sĩ Ôn chẩn đoán xong, lúc đó để anh ta chẩn đoán sau. Hàn Hạo nghe vậy thì trên mặt lộ ra nụ cười. Hán Võ lúc này đột nhiên nói, tôi cảm thấy nếu lúc nữa có người đục nước béo cò mà cố tình nói ra chẩn đoán chính xác giống như bác sĩ Ôn, vậy phải làm sao? Sắc mặt Hàn Hạo hơi thay đổi, đây quả thực là có vấn đề. Ôn Chính Sơ nói, trong lòng chúng ta đều biết đúng sai, nghĩ xem bác sĩ Đường cũng sẽ không làm chuyện như vậy. Đường Tuấn không khỏi nhìn Ôn Chính Sơ, không nói tới y thuật của anh ta, loại tâm cơ này cũng không tệ. Hàn Dịch nói, làm phiền bác sĩ Ôn. Ôn Chính Sơ gật đầu, vẻ mặt trở nên kinh ngạc, trong mắt chợt lóe hai tia ánh sáng chợt lóe trên người Hàn Dịch. Dưới tia sáng của ánh sáng này, Hàn Dịch có cảm giác như nhìn thấu mọi thứ, đang định dùng pháp lực để chống lại, giọng nói của Ôn Chính Sơ vang lên trong đầu, Hàn gia chủ, đừng kháng cự, tôi sẽ giữ tất cả bí mật về bệnh của ông. Sau đó Hàn Dịch mới thả lỏng một chút. Trong gian hàng, Hàn Hạo, Hàn Võ và những người khác nhìn thấy Ôn Chính Sơ hai mắt sáng ngời, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hàn Võ cười nói, y thuật như vậy quả thực xứng làm bác sĩ Ôn. Anh ta nói đùa với Hàn Hạo, em trai, em có biết tên phương pháp mà bác sĩ Ôn đang dùng không? Hàn Hạo lắc đầu. Anh ta rất ít khi giao du với bác sĩ, anh ta chỉ biết rằng trung tâm y tế là nơi tập trung các bác sĩ nổi tiếng ở huyện Đan Dương, mỗi bác sĩ đều có phương pháp chẩn đoán và điều trị riêng. Mà Ôn Chính Sơ đã trở thành phó giám đốc, dù là y thuật để chữa bệnh hay chuẩn đoán điều trị có lẽ vượt xa những người thường. Hàn Võ nói, thuật kinh hồng thần mục nổi tiếng của bác sĩ Ôn này, nghe nói kỹ thuật này có thể nhìn thấu tất cả vết thương trên cơ thể bệnh nhân. Chương 2634, tôi đã chẩn đoán xong. Em trai, em cảm thấy thuật này như thế nào? Hàn Hạo đột nhiên căng thẳng. Anh ta vốn rất có lòng tin vào Đường Tuấn. Nhưng bây giờ khi anh ta nhìn thấy thuật kinh hồng thần mục của Ôn Chính Sơ, anh ta nhận ra rằng mình đã đánh giá thấp phó giám đốc của trung tâm y tế. Anh ta không khỏi nhìn về phía Đường Tuấn cười nhẹ với anh ta, cũng không nói thêm gì. Thần quang trong mắt Ôn Chính Sơ liếc nhìn Hàn Dịch trước khi tan biến, sắc mặt hơi tái nhợt, hô hấp cũng trở nên nặng nề hơn. Sau khi nghỉ ngơi một lúc, anh ta nói, tôi đã biết tất cả mọi thứ về vết thương của Hàn gia chủ. Anh ta dừng lại một chút, liếc nhìn những người trong gian phòng, rồi nói, vết thương của gia chủ lẽ ra là do cuộc chiến chống lại một kẻ tu luyện độc dược 5 năm trước để lại, lúc đó không xử lý tốt nên say này chất độc xâm nhập vào tủy xương, giống như giòi trong xương, rất khó loại bỏ. Anh ta vuốt râu nói, tôi có nói sai không? Hàn Dịch nói, bác sĩ Ôn nói đúng. Ông ta nhìn Ôn Chính Sơ đầy mong đợi, nói, bác sĩ Ôn có phương pháp chữa trị không? Hiện tại. Việc tu luyện của tôi đang ở giai đoạn quan trọng, tôi không thể bị ảnh hưởng một chút nào, nếu không, rất có thể là kiếm củi 3 năm đốt 1 giờ. Cho nên tôi mới vội vàng tìm cách chữa trị. Ôn Chính Sơ tự hào nói, vì tôi có thể ngăn chặn bệnh tật, tự nhiên sẽ có giải pháp. Chỉ cần dùng phương pháp tẩy rửa để rửa sạch độc tố trong tủy xương cho gia chủ, đương nhiên phương pháp tẩy rửa xương thông thường không thể rửa sạch hoàn toàn độc tố. Cho nên tôi sáng tạo ra phương pháp độc đáo, cụ thể như thế nào tôi không tiện tiết lộ. Một nụ cười chợt nở trên khuôn mặt nghiêm túc của Hàn Dịch. Hàn Võ vội vàng nói, vậy mời bác sĩ Ôn nhanh chóng hành động. Ôn Chính Sơ lắc đầu nói, không vội. Bác sĩ Đường vẫn chưa chẩn đoán, tuy rằng tôi cho rằng tôi đã giải thích tất cả thương tích và nguồn gốc bệnh của Hàn gia chủ, nhưng có lẽ còn có điều gì tôi không để ý. Nếu có... Vậy mời bác sĩ Đường sửa lại. Mặc dù anh ta nói những lời này một cách bình tĩnh,
nhưng giọng điệu và thái độ tự hào của anh ta là không thể nhầm lẫn. Xin mời bác sĩ Đường. Hàn Võ nghiền ngẫm nói. Hàn Hạo nắm chặt tay. Nhất thời, ánh mắt của mọi người trong gian phòng đều đổ dồn về phía Đường Tuấn, muốn xem anh sẽ chẩn đoán và điều trị cho Hàn Dịch như thế nào, là hào nhoáng bên ngoài hay thật sự có kinh nghiệm. Đường Tuấn không nhúc nhích nói, tôi đã chẩn đoán xong. Ngay khi anh nói xong, tất cả mọi người trong gian phòng sững sờ trong giây lát, sau đó trên mặt lộ ra vẻ tức giận. Hàn Dịch tức giận nói, tôi chỉ cho anh cơ hội này vì thể diện của Hàn Hạo. Nếu như anh muốn mượn chuyện này để quấy rối, tôi nghĩ anh đã lầm rồi. Chương 2635. Ôn Chính Sơ mới vừa nói xong, mọi người đều chăm chú nhìn về phía anh ta. Chỉ thấy lúc này trên cổ tay của Hàn Dịch nhưng quấn quanh một sợi trong suốt pháp lực. Một đầu khác của sợi pháp lực ở trên tay của Đường Tuấn trên tay. Bởi vì sợi pháp lực này cực kỳ nhỏ, hơn nữa gần như không tỏa ra bất cứ khí tức gì. Cộng thêm vừa rồi một đám người đều bị kinh hồng thần mục thuật của Ôn Chính Sơ kiểm soát cho nên nhất thời không ai cảm nhận được sự tồn tại của sợi pháp lực này. Không ngờ rằng có thể mở mang kiến thức của thuật trần khí trên tay của bác sĩ Đường. Ôn Chính Sơ cảm thán nói. Đường Tuấn ngẩn người, loại này thủ đoạn ở tinh vực Chu Tước tuy rằng không tính là thường gặp nhưng cũng không phải là hiếm thấy, đáng cảm thán như vậy sao? Ôn Chính Sơ điều chỉnh lại tâm lý nói, nếu bác sĩ Đường có thể sử dụng thuật trần khí, vậy thì tu vi y thuật hẳn là không tồi. Đối với sự chẩn đoán vừa rồi của tôi, anh có cách nghĩ nào khác không? Những người khác cũng định thần lại, chờ đợi Đường Tuấn nói. Đường Tuấn hỏi, kết quả chẩn đoán của tôi và anh giống nhau. Vừa dứt lời, Hàn Võ liền cười lạnh ra tiếng, bác sĩ Đường quả nhiên kiến thức sâu rộng. Trong lòng Hàn Hạo thiếu chút nữa muốn mắng người, cho dù có thật sự giống nhau cũng không thể nói trắng ra như vậy. Không dễ dàng gì mới có một chút cơ hội dùng thuật trần khí xoay chuyển, bây giờ lại sắp công toi rồi. Giữa hai lông mày Hàn Dịch lộ ra vẻ phẫn nộ, khi anh ta sắp bùng phát sự tức giận ra Đường Tuấn còn nói thêm, nhưng tôi không tán thành rửa xương, nếu thật sự rửa xương thì tôi bảo đảm Hàn gia lập tức phải đổi gia chủ. Anh vừa dứt lời, trong đình lại là một khoảng không tĩnh mịch, trên mặt Ôn Chính Sơ cũng lộ ra vẻ tức giận, trầm giọng hỏi, vậy thì bác sĩ Đường có ý kiến gì hay không? Đường Tuấn nói, độc tố đã xuyên thấu qua xương cốt toàn thân dung nhập vào trong máu, trước hết cần loại trừ độc tố trong máu sau đó mới tiến hành rửa xương. Ôn Chính Sơ hừ lạnh một tiếng, nói, loại trừ độc tố trong máu. Loại trừ như thế nào, chẳng lẽ thay máu sao? Đường Tuấn nói, anh có thể hiểu là như vậy. Từ biểu hiện kinh ngạc của đối phương đối với thuật trần khí mà nói ở một phương diện nào đó thì trình độ phát triển y học của thần quốc có lẽ là kém rất nhiều so với tinh vực Chu Tước. Cho nên Đường Nghiêu cũng không muốn lãng phí thời gian để giải thích những điều này. Nhưng Ôn Chính Sơ nghe được lời này, lập tức liền đập bàn đứng lên, trên mặt nổi lên gân xanh, nói, hoang đường. Vớ vẩn, quá là buồn cười. Ba lời bình phẩm tựa như sấm sét trên cửu tiêu khiến mọi người trong vườn hoa đều sững sờ. Từ trước tới nay Ôn Chính Sơ luôn cho người khác ấn tượng về một sự ôn hòa, khiêm tốn nhưng dường như lúc này đã thay đổi thành một người khác. Chương 2636. Tôi 3 tuổi tu hành, 5 tuổi học y, 15 tuổi xuất sư, cho tới bây giờ đã làm nghề y trăm năm, những người được chữa khỏi bệnh qua tay tôi là mấy chục nghìn người. Trong quãng thời gian này tôi đã đọc rất nhiều sách y đạo thần quốc để lại, chưa bao giờ từng nghe có phương pháp thay máu. Chỉ có ma tu trong truyền thuyết cướp thân thể của người khác rồi đổi khí huyết. Chẳng lẽ bác sĩ Đường muốn gia chủ nhà họ Hàn tìm một thân thể cướp sao? Ôn Chính Sở nói lời đanh thép như giáo viên phê bình học sinh một cách nghiêm khắc, từng chữ đều mang theo hơi thở ra lệnh khiến người khác sợ hãi. Lúc này mặt Hàn Hạo đã xám xịt như cho tàn, hối hận vì đã mời Đường Tuấn tới chữa bệnh cho cha mình. Ngay cả người ngoại môn y đạo như anh ta thì cũng biết thay máu là loại chuyện không thể, Đường Tuấn dám nói ra, quả thực chuyện này thật là vớ vẩn. Hàn Vũ lạnh lùng nhìn Hàn Hạo và Đường Tuấn lúc này đã không cần anh nói thêm gì nữa. Nếu không có bất ngờ gì xảy ra, Đường Tuấn sẽ bị dùng cách thức nghiêm đuổi ra khỏi nhà họ Hàn và Hàn Hạo sẽ hoàn toàn mất đi sự tín nhiệm của Hàn Dịch. Đối mặt với sự quát hỏi của Ôn Chính Sơ, biểu cảm của Đường Tuấn vẫn vô cùng bình tĩnh, từ từ nói, nghe nói có trước sau, anh dám nói tất cả những lời mình nói chắc chắn là đúng sao? Anh nói anh đã xem rất nhiều sách, vậy tôi hỏi anh có dám nói mình đã đọc tất cả sách y đạo của thần quốc không? Không, Ôn Chính Sơ giật mình, thành thật nói. Anh ta chỉ là phó quán trưởng của y sư quán quận Đan Dương quyền hạn có hạn, rất nhiều sách cho dù muốn đọc cũng không thể.
Đường Tuấn nhìn chằm chằm vào anh ta nói, nếu không thì sao anh lại dám kết luận như vậy? Anh! Ôn Chính Sơ nghẹn lời, trong lúc nhất thời cũng không biết nên trả lời như thế nào. Trong lòng bỗng nhiên vừa động, nói anh nói độc tố đã lan đến xương khắp toàn thân, nhưng vừa rồi dùng thuật mắt thần quan sát, độc tố chỉ tồn tại ở phần xương chứ không phải là toàn thân. Anh giải thích như thế nào về điều này? Đường Tuấn cười lạnh một tiếng, nói, mắt thấy không nhất định là thật. Cổ tay anh ta vừa động, một đạo pháp lực thông qua sợi pháp lực truyền vào trong cơ thể Hàn Dịch. Hàn Dịch lập tức nhận thấy cổ pháp lực này dao động, muốn ngăn cản, nhưng lại bỗng nhiên phát hiện bản thân không thể điều động một tia pháp lực. Khi nào mà anh ta, trong lòng Hàn Dịch khiếp sợ, nhưng hoàn toàn không biết khi nào Đường Tuấn sẽ ra tay với mình. Lúc này, có thể nói tính mạng của anh ta trong ý niệm của Đường Tuấn. Nhưng mà Đường Tuấn lại không ý mưu hại Hàn Dịch, chỉ là sau khi đạo pháp lực này dao động ở trong cơ thể Hàn Dịch một vòng thiên hậu, Hàn Dịch phát ra một tiếng rên, từng luồng như hắc khí ẩn hiện lan tràn ở toàn thân anh ta. Đồng thời còn có một âm thanh cực kỳ nhỏ cũng vang lên trong cơ thể Hàn Dịch. Đường Tuấn nhìn về phía Ôn Chính Sơ, nói anh dùng thuật mắt thần xem lại xem sao. Ôn Chính Sơ sững sờ, bây giờ là lúc nào mà còn dùng thuật mắt thần xem xét, cho dù không phải bác sĩ thì liếc mắt một cái cũng có thể nhìn ra tới độc tố đã lan tràn toàn thân của Hàn Dịch. Nhưng trong lòng anh ta vẫn nghi hoặc, vì sao trước đó dùng thuật mắt thần không nhìn ra. Khi anh ta nghe được âm thanh cực kỳ nhỏ, cơ thể đột nhiên chấn động, nói, sao có thể? Độc tố thông linh rồi. Chương 2637. Hàn Hạo và Hàn Võ cũng bị độc khí toàn thân trên người Hàn Dịch dọa cho sợ hãi, lúc này nghe thấy Ôn Chính Sơ nói, trong ánh mắt lộ ra sự kinh ngạc, rõ ràng bọn họ cũng biết độc tố thông linh là cái gì. Một chút độc tố tương đối đặc biệt sau khi vào trong cơ thể sẽ hấp thu pháp lực và tinh khí trong cơ thể của người tu luyện, do đó sinh ra trí tuệ tâm linh nhất định, tiềm tàng trong cơ thể người tu hành. Có thể nói một khi độc tố trong cơ thể thông linh, tương đương với việc kiểm soát được tính mạng của người tu luyện, gần như là hết thuốc chữa. Đường Tuấn nhìn ở trạng thái thất thần của Ôn Chính Sơ nói, độc tố thông linh, dấu sự xem xét của anh cũng rất đơn giản. Nhưng một khi anh có ý đồ rửa xương thì độc tố trong cơ thể độc tố sẽ bùng nổ ở mọi nơi. Ôn Chính Sơ nghe vậy, trong lòng không những không có chút dễ chịu ngược lại càng thêm khó chịu. Độc tố thông linh rất khó tra xét nhưng vì sao Đường Tuấn có thể tra ra? Kia chẳng phải là nói y thuật của Đường Tuấn cao hơn nhiều so với anh ta sao, mà vừa rồi anh ta còn nói ra những lời đó, quả thực là buồn cười đến chết. Đường Tuấn thu sợi pháp lực lại, yên lặng đứng ở trong đình vẻ mặt như cho tàn nhìn Hàn Dịch nói, thấy như thế nào? Sắc mặt Hàn Dịch khó coi đến cực điểm, cắn răng nói, là tôi đã hiểu lầm bác sĩ Đường rồi. Nếu bác sĩ Đường có thể chẩn đoán tình hình trong cơ thể của tôi vậy liệu anh có thể chữa trị cho tôi không? Bây giờ ông ta đã biết rõ chỉ có Đường Tuấn mới có thể cứu mình. Đường Tuấn nói, tôi nhận lời mời của Hàn Hạo vốn chính là tới để chữa trị cho ông. Hàn Dịch nghe vậy, trên mặt tức khắc lộ ra vẻ vui mừng. Hàn Võ còn muốn nói thêm gì đó nhưng dưới ánh mắt uy nghiêm của Hàn Dịch cũng không dám nhiều lời, chỉ có thể lúng túng im miệng. Sự vui vẻ trên mặt Ôn Chính Sơ càng nhiều hơn, anh ta run giọng nói, bác sĩ Đường, ta có thể đứng ở bên cạnh quan sát không, hoặc là làm trợ lý cho anh cũng được. Trên mặt đám người Hàn Hạo lộ vẻ ngạc nhiên, Ôn Chính Sơ chính là phó giám đốc trung tâm y tế của quận Đan Dương mà chủ động làm trợ lý cho người khác. Loại chuyện này nói ra e rằng sẽ không có ai tin. Đường Tuấn lắc lắc đầu, nói, làm trợ lý thì không cần đâu. Khi trong lòng Ôn Chính Sơ đanh thất vọng, Đường Tuấn lại nói tiếp, đương nhiên là có thể đứng ở bên cạnh xem, thậm chí có thể học hỏi thêm nhiều thứ, để xem năng lực của anh. Ôn Chính Sơ giật mình, liên tục nói lời cảm ơn. Trên mặt đã lộ ra sự kích giống như người lần đầu tiên học y thuật. Lúc này Đường Tuấn mới đi đến trước mặt Hàn Dịch, trên mặt biểu cảm dần trở nên nghiêm trọng và nghiêm nghị, nói, sẽ đau một chút, ông phải chuẩn bị tốt. Hàn Dịch cười nói, bác sĩ Đường cứ việc ra tay, chỉ một chút đau đớn mà thôi, Hàn mỗ vẫn có thể chịu đựng được. Nếu như rên ra một tiếng thì tôi chính là cô bé rồi. Trong đình một đám người đều phát ra tiếng cười. Hàn Dịch là tu vi hóa thần cảnh hậu kỳ nên cho dù ý chí lực hay sự nhẫn nại thì người bình thường đều không thể so sánh được. Những lời này của Đường Tuấn có chút dư thừa. Đường Tuấn lại lắc đầu, tâm niệm vừa động, sợi pháp lực chi chít được bắn ra từ lòng bàn tay chui vào trong cơ thể Hàn Dịch. Chương 2638. Phong Linh, Đường Tuấn khẽ hét một tiếng, dùng pháp lực phong ấn lại trí tuệ tâm tin của độc tố trong cơ thể Hàn Dịch. Hàn Dịch vốn còn tươi cười.
cảm thấy những lời trước đó Đường Tuấn nhắc nhở có chút chuyện bé xé ra to. Nhưng ngay sau đó, một cổ đau nhức bất ngờ ập đến, ông ta không thể khống chế không được, pháp lực trong tay dâng lên đánh chiếc bàn kia thành bột mịn. Nụ cười tươi trên mặt ông ta chợt biến mất biến thành một vẻ dữ tợn, trong nháy mắt trên trán đầm đìa mồ hôi, nhìn dáng vẻ như kiệt sức chịu đựng nỗi thống khổ. Chuyện này, đây là như thế nào vậy? Sắc mặt Hàn Võ và Hàn Hạo đều thay đổi, vô cùng gấp gáp và bất an nói. Mắt Ôn Chính Sơ lộ ra thần quang, liếc mắt nhìn Hàn Dịch một cái, thất thanh nói, là trả lại sinh mệnh. Hàn Hạo hỏi, trả lại sinh mệnh là như thế nào? Trong mắt Ôn Chính Sơ lộ ra vẻ khiếp sợ, nói trả lại sinh mệnh là một loại kỹ thuật y thuật cao cấp, có thể đem lực sinh mệnh toàn thân tập trung vào một chỗ. Anh ta bừng tỉnh nói, hóa ra bác sĩ Đường định dùng loại phương pháp này để loại bỏ độc tố trong cơ thể Hàn gia chủ. Đem nguyên lực sinh mệnh của toàn thân tập trung lại chờ sau khi loại bỏ độc tố thì trả lại nguyên lực sinh mệnh. Hàn Hạo, Hàn Võ nghe được cái hiểu cái không, nhưng nhìn biểu cảm đau đớn kia của Hàn Dịch, không khỏi hỏi, bác sĩ Ôn, trả lại sinh mệnh này rất đau sao? Ôn Chính Sơ cười khổ nói, không chỉ đơn giản là đau đớn như vậy, trả lại sinh mệnh tương đương với chóc sinh mệnh lực của toàn thân phải thừa nhận đau hơn rửa xương gấp trăm lần. Anh ta nhìn Hàn Dịch, không khỏi tán thưởng, đến bây giờ Hàn gia chủ vẫn chưa rên một tiếng nào, thật là dũng sĩ. Sắc mặt Hàn Võ, Hàn Hạo nghiêm nghị, nói cha vô cùng can đảm. Rửa xương so cạo xương đau gấp 10 lần, mà trả lại sinh mệnh trả lại còn đau hơn rửa xương gấp trăm lần. Đau đớn như vậy, bọn họ tưởng tượng một chút cũng cảm thấy da đầu tê dại mà Hàn Dịch vẫn không rên một tiếng. Lúc này trong lòng ông ta muốn mắng cha mắng mẹ, không phải ông ta thật sự chịu được loại đau đớn này, mà là bởi vì vừa mới đã nói ra lời đanh thép như vậy, hé răng chính là cô bé. Ông ta chính là gia chủ của nhà họ Hàn, tuyệt không làm cô bé. Thật sự đau chết mẹ. Lúc này trong lòng Hàn Dịch gào thét đem, tự mắng mình tại sao trước đó lại nói những lời như vậy. Nếu không lúc này có thể hét lên không phải sẽ thoải mái một chút sao? Khi Hàn Dịch đang chịu đựng đau đớn, Đường Tuấn đã hoàn thành bước đầu tiên của trả lại sinh mệnh. Tiếp theo anh lấy ra một hỏa linh chi hóa thành một đám lửa quấn quanh thuốc nước, hương thơm của thuốc tỏa ra nhàn nhạt. Thuốc nước của hỏa linh chi chảy vào trong miệng Hàn Dịch. Hàn Dịch tức khắc cảm giác được trong cơ thể mình có nhiều hơn một cái bếp lò, không ngừng chưng nấu ông ta. Phù! Sương mù màu đen nhàn nhạt toát ra từ toàn thân Hàn Dịch. Sương mù này vào đến đỉnh, đỉnh đều trở nên mục nát. Đây chính là khi độc trong cơ thể của Hàn gia chủ. Sắc mặt Ôn Chính Sơ khẽ thay đổi. Chương 2639. Hắn xem thường uy lực của khí độc, nếu vừa rồi thật sự để anh ta rửa xương thì Hàn Dịch chắc chắn sẽ chết. Nghĩ đến đây, trong lòng anh ta vẫn có chút cảm kích Đường Tuấn. Theo khí độc đi ra ngoài, cơ thể cường tráng của Hàn Dịch bỗng nhiên trở nên khô quắt, cuối cùng một luồng khí độc tản ra, thân thể ông ta giống như da bọc xương. Cả người ông ta thoạt nhìn không có gì khác với hài cốt, chỉ còn lại có sức sống mỏng manh, yếu ớt. Đường Tuấn tâm niệm vừa động, trước đó anh để nguyên lực sinh mệnh của Hàn Dịch tập trung trong huyệt khiếu của cơ thể. Hiện giờ sự nghiên cứu của anh đã đi dần từng bước vào thân thể huyệt khiếu. Dường như có thể xây dựng không gian tạm thời trong đó, khí độc cũng không thể xâm nhiễm. Mà theo đó những nguyên lực sinh mệnh cũng tức khắc dâng lên. Cơ thể khô quắt của Hàn Dịch lại một lần nữa trở nên chắc nịch, không mất đến một miếng công phu đã khôi phục bình thường. Không chỉ có như vậy, trên cơ thể khôi phục bình thường của ông ta nháy mắt phát ra bồng một tiếng, đã từ hóa thần cảnh hậu kỳ đột phá đến hóa thần cảnh đỉnh phong. Lúc này Đường Tuấn mới thu hồi sợi pháp lực, trên mặt lộ ra một vẻ mệt mỏi. Dựa vào tu vi hiện giờ của anh có thể thực hiện phương pháp y thuật cao cấp như trả lại sinh mệnh vẫn là có chút cố hết sức. Hàn Dịch thấy vậy, vội vàng đứng dậy nhường chỗ cho Đường Tuấn ngồi. Chờ sau khi anh ngồi xuống, ông ta mới cung cung kính hành lễ, nói, đại ân của bác sĩ Đường, Hàn Dịch cả đời không quên. Vốn dĩ ông ta chỉ muốn loại bỏ độc tố trong cơ thể, không ngờ còn đột phá tu vi gông cùm đã gây phiền nhiễu cho mình từ lâu, đạt tới hóa thần cảnh đỉnh phong. Chuyện này cho dù là đối với nhà họ Hàn hay cá nhân ông ta thì cũng là một chuyện vui rất lớn. Ôn Chính Sơ cũng khom lưng hành lễ, nói y thuật hôm nay bác sĩ Đường sử dụng giúp ích cho tôi rất nhiều, trong lòng tôi rất xúc động, nếu tôi may mắn tiến thêm một bước trong y thuật thì không thể không kể đến công lao của bác sĩ Đường. Cho dù là trả lại sinh mệnh hay là phương pháp loại bỏ khí độc cuối cùng đều khiến cho Ôn Chính Sơ mở rộng tầm mắt, giống như là mở ra mặt khác của cánh cửa y thuật. Đường Tuấn khẽ gật đầu.
Hàn Hạo ở bên cạnh lộ ra vẻ vui mừng mà sắc mặt Hàn Võ lại khó coi, trong lòng tràn đầy sự không cam tâm. Hàn Dịch nói với hai người, Hạo Nhi, con có thể quen biết bác sĩ Đường chính là vinh hạnh của nhà họ Hàn chúng ta. Võ Nhi, con cũng không tồi, may mắn quen biết bác sĩ Ôn. Tâm trạng hai người phức tạp khó có thể nói nên lời, nhưng bọn họ đều đã biết từ nay trở sau ở trong lòng Hàn Dịch bên nào nặng bên nào nhẹ đã vô cùng rõ ràng. Có thể nói, việc hôm nay đã gián tiếp quyết định người được chọn làm gia chủ của nhà họ Hàn. Hàn Hạo áp chế sự vui mừng điên cuồng trong lòng rồi nói, cha kia là sự cung phụng 100 năm tiếp theo của thôn Thạch sao? Hàn Dịch vung tay lên, nói, miễn rồi. Chương 2640. Sự cung phụng 100 năm của thôn Thạch mới chỉ có một chút của cải, đối nhà họ Hàn mà nói, vốn nhỏ bé không đáng kể. Đừng nói miễn trừ 100 năm, cho dù vĩnh viễn miễn trừ cung phụng, Hàn Dịch cũng sẽ không chút do dự mà đồng ý. Nhưng Hàn Dịch biết rõ sử dụng tiết kiệm thì sẽ dùng được lâu cho nên cũng không nói thêm gì. Ánh mắt ông ta hướng về những người khác phía trong vườn hoa nói, chuyện hôm nay, các người đều nói năng thận trọng cho tôi, ai dám lộ ra nửa câu, đừng trách tôi không khách sáo. Những người hầu trong vườn hoa của nhà hộ Hàn đều lần lượt đồng ý, ngay cả Hàn Hạo, Hàn Võ, Hàn Thiên Dương đều nghiêm túc gật đầu thật mạnh. Chuyện Hàn Dịch đột phá, đối nhà họ Hàn mà nói sẽ là một vũ khí bí mật. Tương lai sự tranh giành của gia môn danh tộc có lẽ có thể tạo nên tác dụng quyết định. Người làm trong nhà giải tán, trong vườn hoa cũng chỉ còn lại vài vị chi trưởng của nhà họ Hàn cùng hai người Ôn Chính Sơ và Đường Tuấn. Chủ yếu là Đường Tuấn, Ôn Chính Sơ và Hàn Dịch đang nói chuyện mà nói chuyện chủ yếu là lấy Đường Tuấn làm chủ. Bất luận là Ôn Chính Sơ hay là Hàn Dịch cũng đều vô cùng hứng thú với bác sĩ trẻ như Đường Tuấn. Sau khi nghe được cuộc cá cược của Đường Tuấn và Thác Bạt Tuyết Tình bỗng nhiên Ôn Chính Sơ nói. Nhìn có vẻ bác sĩ Đường cảm thấy hứng thú với các loại sách y đạo. Ở trung tâm y tế của tôi thu thập được khá nhiều so nhà Thác Bạt chỉ nhiều chứ không ít hơn. Nếu bác sĩ Đường bằng lòng gia nhập trung tâm y tế của tôi có thể xin cho anh quyền hạn cao nhất để mở tàng thu của trung tâm y tế quận Đan Dương. Đường Tuấn nghe vậy, trong lòng có chút kích động, trải qua cuộc nói chuyện vừa rồi anh cũng biết trung tâm y tế là tổ chức gì. Mặc dù trong thần quốc lấy gia tộc danh môn làm chủ, nhưng vẫn như có một số tổ chức không chịu sự quản lý của gia tộc danh môn, trung tâm y tế đó là một trong số đó. Có điểm giống với hiệp hội bác sĩ của tinh vực Chu Tước là dùng để bồi dưỡng bác sĩ trẻ và nghiên cứu y thuật. Nhưng cũng có điểm không giống đó là trung tâm y tế là do các gia tộc danh môn lớn sáng lập cho nên hấp thu nhân tài cũng đều là người của các gia tộc danh môn ra, rất ít mở cửa cho người bên ngoài. Nếu không phải xuất thân gia tộc danh môn thì dường như rất khó tiến vào đó. Mà thành quả nghiên cứu của trung tâm y tế cũng chỉ để các gia tộc cùng hưởng. Điều này khiến cho các gia tộc danh môn ngày càng hùng mạnh và phân hóa cục diện hai cực nghiêm trọng giống như loại thôn xóm yếu kém như thôn Thạch. Giống như xuất thân của Ôn Chính Sơ là từ y đạo gia tộc nhà họ Ôn. Ngay cả Hàn Dịch cũng tỏ vẻ kinh ngạc với đề nghị của Ôn Chính Sơ. Một bác sĩ không có xuất thân từ gia tộc danh môn muốn vào trung tâm y tế nhất định sẽ lọt vào các loại tầm ngắm. Nhưng nếu có thể gia nhập đó thì cũng có rất nhiều điểm tốt. Đối sự trưởng thành của bác sĩ và là đường tắt đi đến tương lai. Mọi người đều nhìn Đường Tuấn, chờ anh trả lời. Đường Tuấn nói, nếu gia nhập trung tâm y tế có thể hay không hạn chế sự tự do và thời gian của tôi không? Ôn Chính Sơ nói, nếu như bác sĩ bình thường gia nhập ngoại trừ yêu cầu giảng bài ra, còn cần hoàn thành một lượng nhiệm vụ nhất định. Nhưng dựa vào y thuật của bác sĩ Đường, sau khi gia nhập trung tâm y tế tôi sẽ xin cho anh chức giảng viên cao cấp, địa vị chỉ ở sau giám đốc và phó giám đốc. Ngoài lên lớp ngẫu nhiên ra thì không có nhiệm vụ khác. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 2640.